Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Điện Biên Đông. Thưa quý vị và các bạn, là huyện vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn của tỉnh, nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện Điện Biên Đông do điều kiện kinh tế còn khó khăn nên khó có cơ hội được đón một cái Tết đủ đầy. Chính vì vậy, hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, huyện luôn dành những sự quan tâm đặc biệt, chăm lo Tết cho đồng bào các dân tộc, đặc biệt là các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách, để người người, nhà nhà đều có Tết. Ghi nhận của phóng viên chúng tôi, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Là huyện vùng cao với hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm tới trên 58%. Trong những năm qua, nhân dân các dân tộc trong huyện đã tận dụng mọi sự hỗ trợ của nhà nước, tự mình vươn lên trong lao động sản xuất để thay đổi cuộc sống. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều hộ gia đình, các đối tượng chính sách và người yếu thế xã hội trên địa bàn, cuộc sống rất nhiều khó khăn thiếu thốn. Nhiều hộ gia đình không có điều kiện để ăn Tết. Xuất phát từ thực tế này, với mong muốn không để một hộ nào không có Tết, ngay từ tháng 12 năm 2019, huyện Điện Biên Đông đã lập kế hoạch tổ chức các hoạt động cụ thể chăm lo Tết cho người dân, đặc biệt là dành sự quan tâm chăm sóc đối với các hộ gia đình nghèo, các đối tượng gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đối tượng yếu thế, phụ nữ đơn thân, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà để người dân được đón một cái Tết đầy đủ lương thực, thực phẩm bánh mứt kẹo, hỗ trợ tiền mua sắm Tết. Huyện Điện Biên Đông đã quyết định dành một phần kinh phí để tặng quà Tết cho người dân. Bên cạnh đó, các phòng ban đoàn thể, các cơ quan đơn vị cũng đã tổ chức quyên góp thông qua Mặt trận Tổ quốc huyện, dành hàng chục suất quà Tết trao cho người dân nghèo, tích cực kêu gọi các tổ chức cá nhân từ thiện trong và ngoài tỉnh, dành sự quan tâm hỗ trợ, tặng quà Tết cho người dân. Để đảm bảo cho mọi người dân, đặc biệt là những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, có một cái Tết đầm ấm, thì ngay từ những giai đoạn đầu chuẩn bị đón xuân, thì huyện đã có những chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị các phương án xây dựng kế hoạch để chăm lo Tết cho người dân. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban huyện, Phòng Lao động Thương binh Xã hội với cơ quan là tham mưu giúp Ủy ban huyện thực hiện các chế độ chính sách đối với người dân, thì đã tiến hành tổ chức rà soát, khảo sát những hộ có nhu cầu thiếu đói trong dịp Tết để tiến hành hỗ trợ. Thì qua quá trình tiến hành rà soát hỗ trợ thì hiện nay huyện đã thực hiện hỗ trợ cho 1.933 hộ với 9.746 khẩu thực hiện cứu đói. Và trong thời gian vừa qua đã cấp gần 100 tấn gạo để cứu đói cho người dân. Đồng thời với đó thì các đối tượng bảo trợ xã hội và người có công đã được quan tâm chăm sóc. Và huyện đã có những cái phần quà thăm, tính tổng tới thời điểm hiện nay đã có trên 1.000 suất quà đã trao cho các hộ nghèo, người có công cũng như trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đến thời điểm này, các đồng chí lãnh đạo huyện, đại diện các phòng ban đoàn thể cùng nhiều tấm lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã tổ chức đi thăm trao hàng ngàn suất quà Tết cho người dân nghèo. Cụ thể như Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đã trao 300 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn hai xã Keo Lôm và Na Son. Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã trao tặng cho các em học sinh của hai xã Sa Dung và Na Son hàng trăm chiếc áo ấm, chăn đệm, tất xếp và bộ đồ chơi cho trường mầm non Sa Dung và Na Phát. Bên cạnh các phần quà Tết của các đơn vị, các tấm lòng hảo tâm, huyện Điện Biên Đông cũng đã trích kinh phí dành tặng mỗi hộ gia đình nghèo trên địa bàn một suất quà Tết trị giá 500.000 đồng, bao gồm bánh mứt kẹo và 300.000 đồng tiền mặt. Những phần quà Tết tuy giá trị không lớn nhưng đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy chính quyền huyện và các cơ quan đơn vị, của các nhà hảo tâm cũng như của toàn xã hội dành cho những hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có một cái Tết ý nghĩa hơn, góp phần động viên họ vươn lên trong cuộc sống. Hôm nay được nhận quà Tết, bản thân tôi rất vui, rất cảm ơn Đảng, Chính phủ, Nhà nước, cảm ơn Tập đoàn Quân đội Viettel đã dành tặng quà Tết cho tôi. Một lần nữa tôi không biết nói gì, chỉ xin chân thành cảm ơn và cảm ơn. Để những suất quà Tết đến kịp thời và đúng địa chỉ người nhận,
huyện Điện Biên Đông đã chỉ đạo chính quyền các địa phương rà soát kỹ danh sách các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách cần được hỗ trợ trong dịp Tết, để từ đó có những sự hỗ trợ giúp đỡ kịp thời. Bên cạnh các suất quà của Ủy ban Nhân dân huyện, các ban đoàn thể huyện, các tấm lòng hảo tâm, dù điều kiện kinh tế còn khó khăn, song chính quyền các xã thị trấn cũng đã trích một phần kinh phí để tặng quà Tết cho các gia đình chính sách trên địa bàn mình. Điều này đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cả cộng đồng, của toàn xã hội, của mọi cấp, mọi ngành đối với việc chăm lo Tết cho đồng bào. Chăm lo Tết cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách là truyền thống tốt đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc ta. Từ những sự quan tâm đáng quý kịp thời này đã góp phần giúp cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách không có khả năng ăn Tết, được đón một cái Tết đầm ấm đầy đủ hơn, cùng chung vui với niềm vui của cả dân tộc, mừng Tết đến xuân về. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, Mường Luân là xã được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới của huyện Điện Biên Đông. Sau một năm với nhiều nỗ lực, đời sống của người dân tộc Thái, dân tộc Lào nơi đây đã có nhiều đổi thay rõ nét, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc. Xã đã đạt 16 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Đồng bào dân tộc thiểu số ở Mường Luân đang vô cùng hồ hởi đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chúng tôi chuẩn bị đón Tết cổ truyền với đồng bào ở Mường Luân qua phóng sự sau. Những ngày cuối năm, khi mà mùa màng đã được thu hoạch xong, vụ mới chưa bắt đầu, cũng là lúc đồng bào dân tộc Thái, dân tộc Lào ở Mường Luân sửa soạn để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền cùng với các dân tộc trong cả nước. Đối với người Thái, người Lào ở Mường Luân, trước khi đón Tết Nguyên đán, đã thành tục lệ, đồng bào nơi đây thường tổ chức lễ cúng bàn, cúng mường để báo cáo tình hình với thần linh về một năm làm ăn của dân bản, cầu cho dân bản có nhiều sức khỏe, mưa thuận gió hòa, cầu cho một năm mới mùa màng tươi tốt, ấm no. Đây được xem là lễ cúng quan trọng nhất trong năm. Tết của đồng bào nơi đây cũng được bắt đầu từ lễ cúng này. Nhân dân tại các bản làng sẽ đóng góp tiền của, mua một con trâu đực. Sau khi giết thịt, phần thịt ngon nhất của con trâu sẽ được nấu chín thành đồ lễ để dâng lên cúng. Những phần thịt còn lại sẽ được chia đều cho các hộ gia đình trong bản. Đây là tục lệ đã có từ rất lâu đời của người dân Mường Luân. Lễ cúng bao gồm hai phần. Phần lễ với các hoạt động cúng miếu, dâng hương cầu cho mùa màng bội thu. Phần hội bao gồm các hoạt động như vui liên hoan, biểu diễn văn nghệ, mừng đảng, mừng xuân, thi kéo co, tung còn. Nghi lễ cúng bàn trước Tết Nguyên đán là nghi lễ quan trọng nhất đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở Mường Luân. Người được dân bản chọn để làm lễ cúng báo cáo với thần linh phải là người có uy tín trong bản và am hiểu về trình tự cúng lễ. Cái nghĩa làm cúng mường cả ba bản chung nhau thì mỗi năm cũng phải làm, như làm cho dân bản mạnh khỏe, có sức làm ăn, hoặc là cho làm ăn được cả mùa màng, cho là bảo bị con các con thức bật không cho chết tôi. Theo phong tục, trong 3 ngày tính từ sau ngày làm lễ cúng bản, người dân ở Mường Luân phải kiêng nhiều hoạt động như kiêng không được giết thịt động vật, không được tắm gội, không quét dọn, không mang lá xanh vào bản nhằm mục đích để cầu bình an. Sau lễ cúng bản, người dân ở Mường Luân lại tấp nập chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền. Tết đến, ai cũng may đồ truyền thống của dân tộc để mặc. Mặc đồ để đi chơi Tết, đón xuân mới. Tết là dịp để người dân đi lại thăm viếng, chúc nhau sức khỏe, chúc nhau làm ăn phát đạt, hỏi chuyện con cháu học hành. Sau những ngày lao động vất vả, nhà nào cũng dành dụm chuẩn bị để đón Tết, cùng nhau nấu những món ăn mang đậm chất truyền thống như xôi màu, thịt khô, nộm da trâu, nấu rượu cần để đãi khách. Tết với đồng bào ở Mường Luân thường rộn ràng từ ngày cúng bàn cho tới tận mùng 4 đến mùng 5 Tết. Mỗi nhà cũng góp là mỗi nhà là một cân thóc, một là 2 lít rượu, góp tiền
được đủ một con trâu tầm 30 triệu và hai con lợn khoảng mỗi con một tạ, mỗi năm đấy. Đúng rồi, tập trung. Nếu mà đến cái thời kiêng thì là đến bắt đầu mổ trâu trong này, bắt đầu kiêng đến là ngày mai kiêng cả ngày, ngày kia kiêng cả ngày, là đến ngày thứ ba mới tan, ngày thứ ba là tầm 11, 12 giờ là tan. Nhờ sự quan tâm về mọi mặt của các cấp các ngành trong năm qua mà đời sống của đồng bào dân tộc ở Mường Luân đã có nhiều đổi thay phát triển. Đặc biệt với sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất hạ tầng dành cho xã được chọn làm điểm để xây dựng nông thôn mới của huyện Điện Biên Đông, diện mạo nông thôn miền núi ở Mường Luân đã có nhiều khởi sắc, với 20 công trình phúc lợi, bao gồm trường học, thủy lợi, đường giao thông nội bản đã được đầu tư, bàn giao đưa vào sử dụng. Lương thực bình quân đầu người của xã năm 2019 đã đạt 567kg trên năm. Phong trào người dân đoàn kết, chung sức chung lòng, đóng góp công, góp của, xây dựng nông thôn mới được khơi dậy mạnh mẽ. Với người dân Mường Luân, năm nay đón Tết Nguyên đán cổ truyền Canh Tý 2020 lại càng mang nhiều ý nghĩa hơn. Đảng ủy chính quyền cũng đã được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo sát sao của thường vụ huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện. Và sự cố gắng nó được phấn đấu và chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy chính quyền xã Mường Luân là xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu từ đầu năm và được phân công các cán bộ chuyên môn cũng như ban chấp hành của xã đến từng bản và giao chỉ tiêu đến từng nơi từng bản để bà con tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, bà con rất ủng hộ đồng tình. Bên cạnh đó thì bà con cũng ủng hộ về các công tác hiến đất cũng như là công tác vận động bà con để tham gia cái công trình xã hội hóa về cơ sở xã Mường Luân. Về lộ trình văn hóa xã hội thì đặc biệt là xây dựng thôn mới thì cũng được bà con ủng hộ, đồng tình ủng hộ đối với xã Mường Luân. Thì đặc biệt là cán bộ chuyên môn và công tác tổ chức xã hội như là khối đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền tới từng cấp nhân dân để bà con thấm nhuần và hiểu sâu và chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, thì từ đó thì xã Mường Luân là đạt được kết quả. Để nhân dân các dân tộc trong xã được đón một cái Tết ý nghĩa, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, Đảng ủy chính quyền xã Mường Luân đã chỉ đạo các ban đoàn thể tổ chức tuyên truyền tới 13 trên 13 bản trong xã, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, tổ chức chăm lo, thăm hỏi tặng quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn, đảm bảo người dân nào cũng có Tết. Đồng thời tuyên truyền vận động người dân không tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, không đốt các loại pháo trong dịp Tết, không lạm dụng rượu bia gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, xã cũng đã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các chương trình văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống tại các điểm tập trung như khu vực chân tháp Mường Luân, để người dân tham gia vui xuân đón Tết. Mường Luân là xã có trên 1.800 hộ dân sinh sống tại 13 bản, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái và dân tộc Lào. Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống người dân Mường Luân đã từng bước được nâng lên. Mùa xuân này, người dân đã có điều kiện để chuẩn bị một cái Tết cổ truyền đầy đủ và đầm ấm. Dù phong tục tập quán của mỗi dân tộc lại có những nét riêng, nhưng đón Tết Nguyên đán cổ truyền luôn là nét văn hóa đặc sắc đối với tất cả các dân tộc trong xã nói riêng, huyện Điện Biên Đông nói chung. Chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Điện Biên Đông hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.